Lô, ok anh em ơi, sau khi thắng trận công thành chiến ngày hôm nay thì đại lý nè, được văn phật được đại lý thôi, còn lại là không được gì hết, được một con ngựa này, một hộp rương vũ khí chống phái này, hai hộp bảo rương nhu tình hiệu cốt, 10 cái hộp và thành chủ, 10 cái hộp công trạng, với lại một loại bao thủy tinh, hai loại bao một loại bao tinh hồng, rồi xong, còn 16 được hai rương vũ khí, với lại một con ngựa bên viễn, rồi khui anh em giờ này khui ba rương này, một rương này là rương công thành là như là được 11 ngày luôn mà dài dữ ta, rương công thành đến ngày ngày mới đây ngày 6 tháng 7 ngày anh em, tất cả 7 ngày khui một cái chì cho má ra chì chán dữ chà, khui một cái kiếm, lại kiếm nữa, ngày mày kiếm hay gì đây, đủ xanh má hai cái chì nào ơi, chết mẹ hai cái chì đây, còn một cái kiếm nghe mày kiếm Tùng ơi, ngon, đựng cái kiếm này, hai cái chì, đồ cái chì này chỉ bán là ngồi đây. Có cái đao rồi cho cô luôn đao không? Không có đao này, hai cái chì. Có hai cái chì đó, mua về bỏ vô cho xe. Mua bỏ rừng cho sang đây. Đây, anh em đâu giá được khả lấy cái vật phẩm ngày hôm nay. Nãy mình được. Mua kiếm cái về hoán ra cái đao mà dùng. Mua kiếm hoán đao là dùng. Ok, được khả lóc ạc, khả lấy đồ công thành xong rồi. Thấy là hai cái chì, một cái được chì. Anh sẽ bỏ ra cái vũ khí thời gian chậm luôn rồi. Rồi, vô này, đấu giá nè mời, đấu giá cái này công thành nha. Đầu tiên là lỗ ba công thành 20 bao. Hôm trước là 20 bao là bự. Sao này? Má hai cái chì đó mà ra thành một cái đao một cái bổng. Ơi. Ừ. Nó sao này? Bán sốt không bán ngồi á. Ok, không cho nó lái đại hội anh hùng đúng không? Rồi. Đúng rồi đó. Mà nếu ví dụ bán ra ngoài được 10 kim bán không anh? Không bán luôn. Ok rồi. Thế giờ cứ đỡ đây, anh em nào mà có thiên ban muốn trải nghiệm chơi thì em đưa, còn không thì em bán sốt vậy đó. Ok. Ừ đúng rồi. Ok. Mấy con nó có đại hội anh hùng nữa khổ nè. Ai? Công thành lừa bao anh em ơi, 20 bao 1000 xu, lên 200 xu, lộn, lên 200 xu anh em ơi. 20 bao đầu tiên. Khải chốt cái danh sách công chiến nữa. Ủa cái này là ăn được gì Khải? Ăn được kinh nghiệm. 2 triệu. 2 triệu cho đến 4 triệu râm râm. 2 triệu không có 4. Không 4 triệu à? Ok. Thu công hình chiến này. 20 B là 40 triệu. 2 triệu với 50 vàng. 50 vàng thì trả ban rồi nên không tính. 40 lỡ bao. Công thành. Đó đi em ơi, Khải chốt đồ á. Công thành. 40 triệu mình ăn đâm xu nữa. 40 lỡ bao công thành là 2000 vạn rồi nè. Rồi, tiếp tục đấu đi anh em ơi. Đấu con bên không? Một cây. Đó đấu kênh kia này chứ, phòng tán chứ. Cây vũ khí Nga Mi. 2 chì thiên ban. Một ngựa chiếu dạ vĩnh viễn. Còn gì nữa? Tiếp tục anh em ơi. Phòng tán này. 1000 xu. 1000 xu chân tụng anh em ơi. 1000 lần 1, cái này lấy kinh nghiệm anh em. 1000 xu lần 1. Thì nó trống ơi. Cái trống nó kích. Không có trống. Quá đen anh em à, số nhỏ. 1000 xu lần 1 cho 20 bao anh em ơi. Rồi được cái 10 hộp công trạng công hình chiến nữa đây. Công trạng sơ 300 triệu. Còn gì nữa? Tiếp tục anh em ơi, 1000 xu lần 2 cho anh Tùng. Mấy cái này là hai bảo rương nhu tình hiệp cốt. Nhu tình hiệp cốt. Rồi chốt anh Tùng ơi. Rồi tiếp theo, ba tiếp theo nè mời. 20 ba tiếp theo, cuối cùng 1000 xu cho anh Tùng nè. Cộng 1000 xu. Túi, 20 túi đầu tiên. Hai cái hộp này là cho 4 túi rồi. Túi bí tịch mật tịch. Hai túi bí tịch mật tịch. Hai túi bí tịch mật tịch. Tùy chọn. Hai túi này. Một cái hai. Cái này để cho bang. Rồi ok. Một ngựa kháng cả. Em định làm phát 20 bao mà anh Tùng. Một cho ngựa 45 ngày. Điểm anh nói với em ăn cái này nó đắt lắm đấy. Đắt lắm á. Đúng rồi. Anh mang nhín răng luôn. Anh chạy anh Tùng à? 20 bao có 40 triệu điểm. Tổng thu. Tính ra bằng có 3 quả huy hoàng. Anh Tùng anh thu
thu cái này lên up cấp mà, up top mà. Mới thu chứ còn không ai thu đâu. 40 triệu. Một cái 2 lòng 1 em ơi. Chị thấy, chị thấy. Buông lòng chị anh ơi. Một cái 2 lần 2. Anh nô nó nhỏ quá anh nô, em không nghe gì được. Ý là tích cái ốc buồn chính tàu lầu nó nhỏ con cái gì. Ok ok ok. Cứ đợi đó đi, trước mắt đó ai vô anh, khi nào vô tính sau này. Khi nào chưa âm kích. Rồi anh Tùng giao dịch, anh Tùng ơi, 2.200. Cái điểm giao dịch một thể. Ok. 2.200. Rồi tiếp tục này. Cây vũ khí ngâm mi 2 kim lên 200 xu. Vũ khí ngâm mi anh em ơi, 2 kim lên 2.000 xu. Bị lúa. Vũ khí ngâm mi 2 kim. Cái này có thể vừa đánh kiếm rồi vừa đánh trưởng, hợp lý. 2 kim lần 1. Tích kiếm cái bóng phụt chơi mà không à. 2 kim lần 1. Hai kim lần 2. Được 7 ngày nè. Không biết đủ thời gian tăng trưởng môn không nè. Rồi, chốt anh Tùng lần 3. Đây, tiếp tục này. 2 kim. Rồi tiếp tục là một con ngựa vĩnh viễn nè, chiếu dạo vĩnh viễn, 2 kim. Sao không lên có chuyện, 200 xu. Em phải chát lên anh mới thấy. Chiếu dạo vĩnh viễn nè em ơi, 2 kim lên 200 xu. Chiếu dạo vĩnh viễn nè em ơi. 2 kim nhờ quý pháp. Vĩnh viễn nè em, con này vĩnh viễn nè em ơi. 2 kim 2, đấu đi nè em, con này từng vừa rồi đấu 4 kim 8 lên nè, ít đâu nè, 4 kim 8 á. 2 kim 2 nè em ơi. 2 kim 4, 2 kim 5. 2 kim 5. 3 kim Khánh Đăng. 3 kim 2. 3 kim 2 lần 1 cho Khánh Đăng, 3 kim 5 cho Khánh Đăng. Ba kim năm, Khánh Đăng ba kim năm. Ba kim năm lần 2 năm ơi. Có vẻ nhìn em muốn ngừng ở giá ba kim năm rồi. Con này là vĩnh viễn nha mọi người, con này vĩnh viễn nha. Vĩnh viễn nha em. Rồi còn 3, chúc anh Khánh Đăng nè. Rồi tiếp tục lên em ơi. Anh Khánh Đăng tư nhân đông giao dịch với em. Hàng sử dụng 15 ngày 500 xu lên 100 xu. Hàng sử dụng 15 ngày kháng cả 5 nha anh em ơi. Như mình lên em ơi. Kháng tất cả 5. 7 ngày nha anh Khải ơi. Bao mấy ngày? Ờ sau đây anh em 7 ngày anh em. Sau đây anh em 7 ngày nha. Tưởng em Vân. 7 ngày anh em ơi. 500 xu cho quát pháp. Ừ 500 xu quý pháp. Một người anh Vương 3.000 năm. Tương Dương Đông anh ơi, Tương Dương Đông 600 trần kim. Anh Tùng 1 kim kìa. 1 kim thôi kìa. 1 kim cho anh Tùng. Đây anh ơi. Một kim 1. 1 kim 2. Uầy. Mình tranh chung bãi anh Tùng ơi. 1 kim 3. Anh mà lấy đi, anh đi đánh anh con Nam Y đi đánh tân sử môn cái. Đúng rồi. Giờ anh lấy đi. Kim 4. Lần 1. Tại em hết nữa đi rồi. Hôm nay em vừa đấu con thiếu gia mà. Chiến giả Khánh Đăng đâu? Chiến giả Khánh Đăng. À thế à? Ừ. Anh đang đấu được cái gì? Anh lấy đi, anh lấy đi. Không được biết. Rồi, Nam Y con trước anh Nam anh lấy rồi. Lấy cho con Nam Y xe á. À lấy cứ cho đẹp vậy. Lấy đi anh đỡ lại. Anh đưa em buông tiêu, em cỡ tạm cũng được. Một kim tư lần 2. Người này lên thắng tất cả, anh chuẩn bị đi đánh tân thủ môn.
Một cao tư. Con này đấy. Rồi lấy đi anh, lấy đi anh. Rồi, cho anh Tùng này. Không ai giành, tiếp tục này. Tiếp tục là... Giành, sao được chứ anh. Công trạng công chiến này mà x2 bằng 500 xu, lên 100 xu. Có 10 túi nha, có 10 túi nha. X2 500 xu. Sớm xu cho anh Tùng. Sớm xu anh Tùng ơi, lên 100 xu nha Nam ơi. 2 túi nha mọi người, trung bình 1 túi 300 xu. Túi này cánh vào được 300 triệu kinh nghiệm nha Nam. Sớm xu lần 1. Sớm xu lần 1. Sớm xu lần 2. Rồi, hai bao đầu tiên là sớm xu. Sớm xu. Rồi, không ai lên này. Chúc anh Tùng hai bao này. Tiếp theo em ơi. Hai bao tiếp theo. Là 100 xu. Sớm xu. Hai bao tiếp theo sớm xu em ơi. Giá thị trường nó còn bán 350-400 đó. Ở bang thì 300, anh em mua được thì mua, không có thể mua được ngồi. Cái này ở ngồi nó cũng nhiều. Sớm xu lần 1, 2 túi. Anh em nào không mua được ra luôn trung tâm Tương Dương này 300 vạn này. Ừ, nó ngồi vấn đầy mà. Anh em nào không ăn, cố ra mà kích 300 triệu ra phải ít đâu. Và lại rất là rẻ. Thằng nó ngồi nó bán đây này. Quả 300 triệu, quả huy hoàng đây này. Nó bán 300 vạn. Một cái. Sớm xu lần 2. Rất nhiều này. Sớm xu lần 3, rồi khai 2 túi nha Nam. Khai bận nữa, không bận nữa. Rồi khai 2 túi. Là 1 túi 300 xu không? 1 túi 300 xu đúng rồi, giá thị trường luôn mà. Đúng rồi em bán gửi lên. Rồi tiếp theo, túi tiếp theo Nam ơi. Còn lại 6 túi cuối cùng. 4 túi đã ra đi. 2 túi. Rồi. Sớm xu anh 18. Sớm xu lần 1. Anh em nào đó thì tương dương đông chuẩn bị giao dịch nha anh em. Mình đón 2 túi thôi, mình hai ạc đón 2 túi thôi chứ nhiều. Không mua gì cả. Như nào thì vẫn như vậy thôi. Sớm sâu lần 1 cho anh 18. Rồi, hơi chốt anh 18 này, nhanh này tiếp tục túi tiếp theo nè mày. Anh 18 sớm sâu này. Tiếp theo nè mày, ai lên sớm sâu lại luôn. Rồi, còn 4 túi. Sớm sâu cho Tony Tail. Rồi, Phi Trần rồi, hai anh em về lát nữa đủ. Tuy nhiên đông nè mày. Cái này anh em mua ngồi được á, nên là Khải đấu cho nó lẹ, nó đúng giá này nè, không mất lắm đâu. Rồi, tất cả cho Tương Dương Long dịch nè. Rồi, hai Bảo Rương Nhu Tình Hiệp Cốt. Cái này là anh ba hậu anh hay lấy, mà tầm này anh ao ban rồi, không biết ai lấy đây. 500 xu, lên 100 xu năm ơi. Hai Rương Hiệp Cốt Nhu Tình năm ơi, Tương Dương Đông. Cái dịch con Gammy nè nè. Sao lại 400 xu luôn, Khải cao. Không, Khải không có xu đâu. À đây, nè. Giao dịch này. Không có xu con đi đổi rồi. À, đợi em đi đổi lên này. Cái chẳng đi đổi giùm được không? Anh Tôn Tèo cho giờ anh ơi. Sớm xu đại hình rồi, chốt anh luôn anh ơi. Lấy là có 3 số tiền của thanh toán này, tiền sao kê này, tiền của mấy kia. Rồi, hai hộp sớm xu này. Rồi, cái này quan trọng nhất anh em ơi. Hai túi bí tịch, mật tịch tùy chọn. Đó, cái cuốn này từng trước là một cuốn đem kim đó anh em. Rồi. 237680. Giao dịch khả này. Tiếp tục à, anh em ơi, túi bí tịch mật tịch tùy chọn nha. 2 kim 5 lên 500 xu. Không ai đó thì anh Tùng bộ lụm luôn. Có một cuốn đầu tiên, 4 kim đại sư hình. À cái gì nhầm. 5 kim cho anh Tùng. Một cuốn anh, cái này một cuốn thôi mà. Nó giống một lông tịch tại cái kinh đó. Cái này hiếm mà. 600 này. Ê thằng để em slot bên bình kinh nha. Em rao một cuốn mà, khi nào em rao hai cuốn hả? Em đợi x1 mà. Anh Tùng đấu cho bàn có lương, 5 kim, ok anh ơi. Rồi, dịch 1. Cái này còn một bao nữa nha anh em ơi. Cái này xem còn một bao cuối cùng nha. Giao dịch 2 600 xu. Rồi, ok, anh em đang xem cho Khải Quang Long hồi chơi anh em ơi. Ngày hôm nay thì cũng làm video đấu giá anh em xem thu hoạch cái trận công thành chiến anh em ơi. Túi tiếp theo anh Tùng 4 kim. Anh Đại Huynh giao dịch 2 túi kia sớm xu nè anh ơi. Túi tiếp theo 4 kim lần 1 cho anh Tùng. Bốn kim lần 2 cho anh Tùng anh em ơi. Một cuốn năm kim này.
cuốn 4 kim nè. Ai lên được không anh em ơi? 4 kim lần 2 anh em ơi. 10 giây nữa chốt. Rồi giao dịch anh đây. Giao dịch anh luôn. Rồi chốt Tùng, anh Tùng ơi. À, anh Tùng, quay như thế là 9 kim tiền bí tịch này, 2 kim 2 tiền lễ bao này, 1 kim 4 con ngựa, 602 cái công trạng. Đúng okay, chưa? Chính xác. 13 kim 2. Rồi, giao dịch. Anh Nô dư một bao lỗ bao cái set tinh thần này, bước cho anh Nô anh tải gì nè. Rồi anh Nô giữ lại á thần lúc nãy tiền giao ra cùng dư lại bao nhiêu, gom lại cho em cái này. Anh Nô 2k, á thần 2k này, còn dư nào em gom lại nghe. Thiếu độ đâu, Tương Nhân Đông, Tương Nhân Đông. Thiếu độ tính sau, Tương Nhân Đông em. Thiếu độ tính sau, em cứ trận nào cũng vậy thôi. Cần thiết những cái gì chi ra, dư độ thiếu em đưa thêm tiền. Khải ơi, Khải ơi, đưa chung lại 500 xu chiều đưa cho ạc xe nào đấy. Rồi ok ok anh ơi, Tương Nhân Đông luôn chung ơi. Tương Nhân Đông luôn. Dịp đặt nào đây? Tương Nhân Đông đợi em xíu. Anh Tùng là giao dịch em bên này 2k vàng lại luôn nè. Rồi. Á thằng có đi cho Khải không? Có chứ. Cứ đồng ý cái này đây anh, đồng ý cái này đi. Đây đây đây, rút tiền luôn hai các bạn ạ. À. Ok. Giao dịch Khải, giao dịch Khải. Rồi đợi một tí. Con nào đấy? Nghe mày à? Ừ. Kiếm nữa là 15k2 Khải ơi. 15k à, thiếu kiếm, thiếu kiếm. 15k2. Ok anh này. Lúc nãy cái này có nguyên. Ok anh ơi. Ai còn chi không đánh đâu cho hai cái anh em. Rồi rồi, không không cứ em lui lại chẳng nào cần em đâu bung này chứ. Rồi. Anh nô nãy hết hai cái dạng luôn anh nô, em mua hết hai cái dạng luôn không anh? Hả? Hai cái dạng lúc nãy hỗ trợ anh đó. Cái hai cái dạng lúc nãy ban hỗ trợ cho anh đó, anh đã mua hết chưa hay là thiếu đủ vậy không? Biết đường để giao lại để mình tính tiền á. Rồi ok. Khải ơi. Đây anh ơi. Hai các bạn trừ vào tiền báo danh công thành luôn. Rồi ok, hai cái dạng trừ vào công thành luôn. Chọn con cái okay. Hả? Sống rồi, con cái hả? Ok anh ơi, đúng nè. Rồi. Rồi nè, anh còn gì là vấn đề gì dịch anh quý phát dịch em xu nè. Rồi. Anh em là còn cái một cái trên gương lạnh anh em ơi. Rồi ok ok anh đại hơn em thấy rồi ok anh ơi. Rồi, cứ đợi đó. Rồi ok. Rồi xong. Ok anh ơi, ok anh ơi. Tuần sau tính sau. Ban nói chung là cầm xuyên này hôm nay một thành thôi anh em ơi. Rồi, đấu giá xong nha anh em ơi. Đó, sau khi dòng con thành xong đấu giá xong má thử hai cái chì trắng đời. Chị dịch lại đây, thử đây. Hai cái chị luôn, hai cái chị. Mở đây người ta, mấy người ta một cái bỗng luôn. Ừ, nó trắng đời người chị. Có lương mạnh mạnh tí nữa rồi. Thêm mà lương mạnh thêm tí, mất ra hai cái chị trắng đời thiệt sự luôn. Chị dịch lại hả? Ừ, sao anh ơi, anh ấy thằng giao dịch gì? Bắt bánh lộ. Ok, giao dịch là bánh lộ em. Cứ gom lại thiếu đủ sao em chuẩn bị lúc nào dư giả anh em chiến. Biết sao không gom lại thì em đâu biết là bên đó còn nhiều đâu, em đâu biết đừng mua, cứ em cứ gom lại hàng tuần em thống cơ. Rồi anh em vô bên tay uống bộ bon à, bộ bon xong đó nói chuyện lại rồi. Đúng rồi, ok, cứ vậy mà làm nè. Rồi ok anh em ơi, và sau khi đấu giá xong rồi Khải xem thử thông tổng thử là nguồn thu được nhiêu nè. Lỗ bao công trạng là 2.200 nè. Rồi tầm này thì Khải không có sói gì nhiều anh em ơi, Khải chỉ ở sâu làm hậu cần rồi quân ra vào, quản lý quân ra vào với lại quỹ ban, quỹ phát lương này nọ cho anh em đó. Rồi phát lương thôi, sói tầm này Khải không sói tại vì hiện tại một phần Khải cũng đang đâu á, nên là không có nói được nhiều nữa. 3 nhân 6, 600 nhân 6530, 3.000 kim, 3.000 xu này, hiệu cốt 600 xu này. Hôm nay thu được là 21.700 xu, 21.700 xu cộng với 2.000 vàng. Rồi được, Khải tính được là hôm nay là quỷ có thành chiến sẽ có đàn ông của này được, Khải trừ ra xong ok. Rồi ok,
Rồi anh em ơi, hôm nay thì nhiều anh em hỏi là chắc chắn lên trận công thành như thế nào. Trận công thành vừa rồi thực sự anh em là ở trong những phút đầu tiên thì Khải sẽ tóm tắt nội dung của trận công thành ngày hôm nay một lần nữa để kết thúc video luôn. Thì ở trong giây phút đầu tiên thì Ban Phật tập trung được khoảng tầm 45 cho đến 48 ạ. Tập trung về đánh Lâm An mạnh, tại vì lúc đó Lâm An là thành của Ba Miền. Và trong ở khu vực Lâm An thì Ba Miền đứng 3 giờ, AC đứng 12 giờ, Nga Ban Phật thì đứng 6 giờ và đã xây chuyển thành công, đánh nát Ba Miền và tiếp tục đó là cũng có thể là đánh bay 1/2 của văn hợp đội hình ACE. Tại vì lúc đó ACE họ thủ Biện Kinh một nửa nè, họ về Lâm An một nửa, nên là đã chiếm phá vỡ được Lâm An ở giây phút đầu tiên, khoảng 2 phút đầu. Sau khi phá vỡ Lâm An thì Ban Phật chia ra thành hai nhóm rồi đi ăn tất cả các thành nhỏ một dòng. Sau khi ăn tất cả thành nhỏ xong thì đánh về Biện Kinh, đánh mạnh về Biện Kinh đến phút 25, cảm giác không ổn rồi mà. Xong rồi lại tiếp tục đi chia thành nhỏ một lần nữa, xong rồi phút 28, 29 thì nó quay lại, nó đánh một tuần cuối nữa mà quyết định không phá vỡ được Biện Kinh này mà. Nhìn sơ qua ở Biện Kinh thì có Ba Miền họ thủ này nọ cho AC thì thực sự không vào nổi nữa mà. Ở đâu đó vẫn có một số thành viên của Băng Cướp nữa, thực sự là vào cái Biện Kinh không thể vào nổi được Long Chậu đâu nè mà. Cũng có một hai tuần là vào đội Long Chậu cách được khoảng 70% máu của Long Chậu rồi, còn 30% nữa thôi. Đáng tiếc là nếu mà thời gian có thêm khoảng tầm 30 giây nữa thì có thể cách được cái Biện Kinh rồi. Thì không cách được và phút 35 Biện Kinh bất tử như nào. Và sau khi Biện Kinh bất tử thì Ban Phật thì tầm này thì di chuyển tất cả các thành đi phá với thành nhỏ cũng như thành lớn này. Và phút cuối thì ở giai đoạn phút 9:45 thì đang định muốn đánh cho Lâm An, nhưng mà Lâm An thì có hoàn toàn 100% ban hội AC chỗ Lâm An và không biết như thế nào. Và phút 55 thì Lâm An sẽ đã thuộc về dành cho Ban Cướp, đã bắt tử được Lâm An. Và phút cuối thì thực sự là còn 5 thành nhỏ thì Ban Phật chia nhỏ đội hình ra và đi ăn cắt thành nhỏ, và phút cuối anh giữ đại lý thôi mà. Xem tí nữa đại lý banh rồi, tại vì AC ở Lâm An tràn về đại lý nè, xem chút nữa là có thể ra đường rồi. Rất là đáng tiếc nhưng mà cũng có cái may này mà. Ok, đó, đơn giản sẽ lượt vào trận công thành ngày hôm nay thôi nè. Đó, rồi nếu mà anh em cảm thấy hay đừng quên đỡ lại một like cho sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Rồi, từng sau sẽ cố gắng hơn nha.